Thuận Dương mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thuận Dương giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn ngôi nhà này nhé. Nhà này cái mặt tiền đường anh chị thấy nó rộng gần 7 gần 6 mét. Nhà này rộng cái đường này 6 mét đường bê tông. Xe ô tô và xe xe tải chạy tốt. Thuận Dương đang đứng thì Thuận Dương thấy ngay chỗ này là gió rất là mát, nhà thoáng. Bây giờ Thuận Dương mời anh chị và các bạn cùng với Thuận Dương vào bên trong để tham quan ngôi nhà này nhé. Nhà này là có 3 phòng ngủ. Nhà này có 3 phòng ngủ, hai cái toilet rất là rộng anh chị, và phòng khách, phòng bếp rộng. Thì khi vào thì cái chỗ này là sân để xe, xe ô tô. Thì bên hông có một cái cửa phụ đi vào. Cửa phụ đi vào là đi bên đây. Còn bên đây thì anh chị sẽ đi vào cửa chính. Vào bên trong thì đây là phòng khách. Phòng khách này rộng nha anh chị nha. Thì đây người ta thiêu cái bằng thiêu bằng tay nè anh chị, màu hồng. Trên cái tường thì người ta ép bằng cái gỗ. Gỗ này là gỗ xoan đào, gỗ xoan đào đó anh chị. Bên đây cũng gỗ xoan đào người ta áp nha, những này cái miếng. Thì trên này là nguyên một cái miếng gỗ luôn anh chị, nguyên một cái miếng gỗ xoan đào anh chị nhé. Đây là cái phòng khách đây. Và ở trên đây là bóng đèn chiếu rất là đẹp, Thuận Dương thấy người ta làm cái thạch cao xinh nè. Rồi, Thuận Dương mà anh chị vào bên trong nữa thì ngay chỗ này cũng có một cái miếng người ta áp bằng gỗ xoan đào, có một cái bóng đèn. Thì ngay chỗ này anh chị có thích trang trí, anh chị thích trang trí gì ngay chỗ này cũng được. Thì Thuận Dương thấy chỗ này nó đẹp rồi, để cho nó đẹp. Và dưới này là có cái bếp. Ngay đây thì có cái bếp anh chị. Cái bếp thì trên này có một cái cửa sổ mở ra thông gió thoáng ánh nắng gió vào anh chị nhé. Rồi cái bếp thì người ta sẽ lót gạch đá kim sa, và cái bếp này người ta cũng làm gỗ xoan đào bằng gỗ anh chị nhé. Cái này là gỗ xoan đào anh chị thấy không, để anh chị đi đồ bên đây để mắm muối. Rồi Thuận Dương mà anh chị vào toilet thì ngay đây có cái toilet rất là rộng. Ngay cái không gian này rộng lắm anh chị. Ngay cái không gian này là không gian đi lên cầu thang. Thì ngay chỗ này là cửa phụ nè. Bên cái cửa phụ này á, ngay cái cầu thang này có cửa sổ. Cửa sổ anh chị sẽ mở ra rất là gió, cho gió vào thoáng nha. Bên đây anh chị nhìn gió thoáng ánh sáng vào. Ngay đây là cầu thang đi lên. Thuận Dương mời anh chị ngay cái khu này nó rất là rộng anh chị nhé. Chỗ này là bắt đầu anh chị vào toilet nè. Bên đây là cái toilet, trong cái toilet này rất là rộng anh chị. Toilet bên này người ta áp cũng sạch, rộng lắm. Cái này toilet Thuận Dương thấy rất là rộng. Thì bên trong này cái chỗ này nó cũng có cửa sổ cho anh chị mở ra nè, cũng có gió thoáng. Đứng đây nhìn được cái cây dừa, có gương, có bồn rửa tay. Cái bồn rửa tay chỗ này thì người ta cũng áp bằng đá kim sa. Cánh cửa chỗ này cái bồn 8 ha, còn cánh cửa, cửa đây là sắt. Rồi, Thuận Dương tiếp tục mời anh chị lên lầu anh chị nhé. Thì nhà này là không có nội thất anh chị nha. Tại vì có những anh chị thích nội thất, có những anh chị không thích nội thất. Thì anh chị vào anh chị có thể mua nội thất của anh chị theo sở thích của riêng mình. Thuận Dương mà anh chị lên cầu thang thì ngay cầu thang ở trên này thì người ta làm nguyên cái trụ luôn. Cái này gỗ xoan đào, nguyên cái trụ gỗ luôn, nguyên trụ gỗ anh chị. Cái này cái cầm tay cầm thì cũng nguyên trụ gỗ xoan đào. Và bên đây là cửa kính cường lực. Bên đây người ta cũng áp bằng gỗ xoan đào. Cầu thang đi lên cái chỗ này người ta áp bằng đá kim sa. Mà anh chị lên lầu cầu thang với Thuận Dương. Rồi khi lên cầu thang thì anh chị thấy ở đây người ta thì treo những cái miếng tấm người ta thiêu bằng tay á. Thì có cái mấy cái đèn, ở đây có cái đèn cũng đẹp lắm, Thuận Dương thấy đèn đẹp nè. Người ta bác những cái bóng đèn rất là xinh. Và khi lên cầu thang thì chỗ này bên hông này cũng có cái cửa sổ anh chị, rất là thoáng nha. Cửa sổ người ta cái này là bằng sắt. Anh chị nhìn thấy không? Có cây dừa. Nhìn ra trái rất là nhiều.
Nhìn thấy vừa ánh sáng vào nè, ánh sáng nhìn thấy nhà cửa người ta ở rất là đông đúc rồi, khu dân cư đông đúc anh chị. Và ngay cái phòng này, ngay cái khu này rất là rộng anh chị, ngay cái khu này rộng lắm. Ở đây có hai cái cửa sổ luôn, bên đây cũng có cửa sổ nữa, hai cái cửa sổ này, đó. Gió thoáng. Thứ như nhà ở mà gió vào, ánh sáng vào, có nắng vào rất là tốt cho gia đình, sức khỏe cho gia đình. Thì ngay cái phòng này rất là rộng, thì trong ngay cái chỗ này thì có một cái toilet. Ở trong này toilet rất là rộng luôn anh chị nè, rộng hơn ở dưới tầng 1 ha, ở dưới rộng lắm, 1 2 3 4 5 6 7, 7 viên gạch rất là rộng. Và trên này cũng có một cái giếng trời nữa, giếng trời thoáng này anh chị nè, thoáng ha. Thì trong này cũng có bồn rửa tay, gương ha. Rồi tiếp tục anh chị cùng với Thuận Dương đi vào cái phòng. Trong này có hai cái phòng ngủ, phòng ngủ rộng luôn đó, phòng ngủ trong này có phòng ngủ này anh chị, rất là rộng anh chị. Tự trang đồ nội thất anh chị vào, anh chị để tủ. Phòng thứ hai nó cũng giống như phòng thứ nhất, thì phòng bên đây nó cũng rộng. Ngay cái khâu này anh chị thấy không, rộng lắm. Ngay cái này anh chị thấy để cái giường, bên đây cũng có cái thông gió thoáng mát rồi ha. Giường tủ, có hai bóng đèn. Rồi Thuận Dương tiếp tục mời anh chị đi vào phòng số 3. Bên này có hai cái phòng luôn. Rồi anh chị đi vào cái phòng bên đây là phòng số 3. Phòng số 3 cũng rộng như phòng bên số 2, số 1. Thì phòng bên này cũng có cửa sổ thoáng anh chị. Ngay đây cái mở cửa sổ thoáng đi vào nè anh chị. Đó, anh chị thấy cái cửa sổ đó mở ra lên không? Ha. Tại vì mình không đứng tới nên mà anh chị nhìn thấy cái cửa sổ này. Đó. Rồi tiếp tục Thuận Dương mời anh chị đi ra phòng ngoài. Thì phòng bên đây á, người ta sai á, là người ta để đây là phòng thờ. Nhưng mà Thuận Dương thấy cũng rất là rộng. Phòng này thì anh chị nếu mà thờ thì anh chị thờ, còn không thờ thì anh chị có thể để cái phòng ngủ ở bên đây. Thì có đây phòng ngủ rộng nè. Và chỗ này nó có cửa sổ mở ra rất là thoáng. Anh chị nhìn ra nè, anh chị nhìn ra thấy hàng cau người ta trồng. Mình rất là thích cau và thích dừa nha. Thuận Dương rất là thích cau và thích dừa. Anh chị nhìn ra, vậy buổi sáng này có nhìn được, buổi chiều là sẽ nhìn được hoàng hôn. Và ánh sáng cũng thấy nhìn được mà mặt trời buổi sáng sớm rất là tốt. Rồi tiếp tục ở bên này cũng có cái cửa đi ra. Cửa đi ra đây. Ra đây nhìn. Rồi ban công. Ban công anh chị nhìn ra. Đó, không khí vào nhà rất tốt anh chị nhé. Đó, nhìn đường anh chị nhìn ha. Quay bên hông là người ta đã làm nhà hết rồi. Đó, nhìn nè. Có cây, có cảnh gió mát như thế này. Rồi anh chị cùng với Thuận Dương đi tiếp nha. Đó anh chị nhìn thấy cây cảnh mát không? Buổi chiều sẽ có hoàng hôn. Con đường nhìn xuống, anh chị đứng đây nhìn thấy con đường rộng đúng không? Thuận Dương sẽ phóng to cho anh chị xem nhé. Đó, anh chị chờ trong giây lát nha. Thuận Dương sẽ phóng to to con đường cho anh chị thấy, nhìn từ ở trên lầu xuống. Đó. Nhìn những hàng cao rất là xinh. Đó, anh chị ngồi đứng đây nhìn trên lào xuống, nhìn trên lào thấy không? Nói nhà cửa họ làm hết rồi. Nhưng đang đứng đây là cầu thang đi lên, thì ngay chỗ này người ta bắt mấy cái bóng đèn rất là xinh anh chị, giúp cho cầu thang mình nó sáng, nhìn xuống sáng ha. Anh chị thấy chỗ này đẹp không? Nó hướng ra thì cũng ngay cái cầu thang này người ta cũng có trụ một cái cửa sổ rất là rộng để gió vào, ánh sáng vào anh chị nhé. Anh chị cùng với Thuận Dương tham quan một vòng nữa nha, cho thấy cái nhà này nó rộng. Thuận Dương thì diện tích cái nhà này là bề ngang 6 mét, dài 14 mét, hướng đông anh chị. Nhà gồm có 3 phòng ngủ rất là rộng. Một cái phòng là phòng để bàn thờ, phòng bàn thờ, và một sân để xe. Hai cái toilet rất là rộng anh chị nhé. Nguyên cái này anh chị, nguyên cái này người ta cũng, cái này người ta ốp gỗ sơn đào ha, người ta ốp gỗ nguyên cái trụ này. Nói chung là nhà mà ốp gỗ thì nhìn nó, nhà nó sang.
Nguyên những cái này người ta bên này người ta cũng ốp gỗ luôn nè. Chú anh chị và các bạn cùng với Thượng Dương tham quan ngôi nhà này rồi thì đây là thông tin sản phẩm ngôi nhà, diện tích nhà 6x14, thổ cư 100%, nhà ở hướng đông, nhà gồm có 3 phòng ngủ rất là rộng, một phòng thờ, nhưng mà phòng thờ này nếu anh chị thích thì cũng gợi để là phòng ngủ, và sân để xe thì có sân để xe ô tô, toilet thì hai cái toilet rộng ha, một bếp và một phòng khách. Nhà ở hướng đông trị giá nhà này là 3 tỷ 190, Thượng Dương bán đúng giá, chủ nhà đem biết đưa ra, Thượng Dương chỉ lấy phí hoa hồng môi giới từ chủ nhà. Và anh chị nào sau khi xem thấy thích ngôi nhà này rồi cùng với Thượng Dương tham quan, anh chị thấy thích và anh chị thấy đúng với cái số tiền anh chị bỏ ra, đúng với cái nhu cầu anh chị cần ở hướng đông, thì anh chị hãy gọi điện cho Thượng Dương, Thượng Dương mời anh chị xuống tham quan để xem chi tiết, để anh chị sở hữu ngôi nhà này nhé. Thượng Dương gọi, hãy gọi cho Thượng Dương qua số điện thoại 0937 848 976. Và anh chị nào đang có nhà đẹp, muốn ký gửi nhà đẹp thì hãy gọi cho Thượng Dương. Thượng Dương xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và Thượng Dương cũng mong muốn và chúc anh chị tìm được những căn nhà ưng ý cho mình nhé, ở trên kênh Nhà Đẹp Thuận Dương. Thuận Dương xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo.